Hai năm trở lại đây, ngành công nghiệp Titan Việt Nam lâm vào cảnh lao đao vì giá quặng thô toàn cầu rớt sâu. Vốn có lợi thế là quốc gia đứng thứ hai thế giới về trữ lượng quặng Titan, ngành công nghiệp Titan trong nước phải làm gì để thoát khỏi khó khăn chung? Và đâu sẽ là tương lai cho ngành này trong những năm tới đây? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Lịch, Chủ tịch Hiệp hội Titan Việt Nam VTA, quanh vấn đề này. Như Hiệp hội có chia sẻ là trong khoảng 2 năm nay thì các doanh nghiệp Titan trong nước là hầu như hoạt động cũng còn không sao nổi lắm. Thì đâu là những nguyên nhân chính ạ? Do thị trường thế giới hay là những vấn đề về giá thuế phí hiện nay ạ? Bởi vì thứ nhất là một là chính phủ Việt Nam là cũng khuyến khích, tức là tập trung vào chế biến sâu để cho phép xuất khẩu các cái sản phẩm chế biến sâu. Cái thứ hai nữa là coi là khó khăn thì có nhiều, đặc biệt là thuế phí và lệ phí đối với các cái tấn sản phẩm Titan là rất cao. Thứ hai là giá thành bán rất là thấp, bởi vì nước nào cũng khó khăn cho nên họ không mua cái quặng tinh của mình về để làm nguyên liệu về chế biến sâu. Vì vậy cho nên là coi là cái sản phẩm không bán được, mà coi như nếu có bán được thì giá cực kỳ thấp, cho nên là các đơn vị lâm vào tình trạng khó khăn. Thuế phí và lệ phí và các điều kiện khó khăn khác là chỉ một phần, nhưng mà cái cơ bản thì chúng tôi cho rằng đây là cái khó khăn là do cái suy thoái kinh tế toàn cầu, cho nên là cái việc tiêu thụ các sản phẩm này là gặp rất nhiều khó khăn. Cho tôi tin rằng là còn trong một vài năm tới thì cái ngành công nghiệp Titan sẽ vươn lên và sẽ đầu tư một cách là với tiến độ rất là nhanh và sẽ xây dựng ngành công nghiệp Titan là phát triển bền vững và hiện đại. Thưa ông, vậy thì quan điểm của Hiệp hội là trong thời gian tới chúng ta sẽ có những giải pháp nào để hỗ trợ khắc phục khó khăn cho doanh nghiệp và sớm đưa ngành công nghiệp Titan phát triển sôi động trở lại như mong muốn ạ? Thì theo tôi thì trước mắt trong bối cảnh hiện nay là do bán với cái giá rất thấp mà bán không được nhiều. Cho nên là đang có chương trình đề nghị về chính phủ, với các bộ ngành, tức là giảm các cái loại thuế phí và lệ phí trong bối cảnh hiện nay để các đơn vị đi vào ổn định sản xuất. Sau khi đầu tư các nhà máy chế biến sâu thì sẽ có các cái sản phẩm mà nâng cao giá trị của sản phẩm, thì tôi tin rằng chắc rằng tức là cái giá bán nó sẽ cao hơn nhiều, và lúc đó thì coi là chúng ta sẽ có mọi điều kiện để các cái doanh nghiệp hoạt động khoáng sản Titan tập trung đầu tư vào chế biến sâu để xây dựng ngành công nghiệp Titan phát triển. Với cái số lượng nhà máy chế biến sâu hiện tại thì theo lộ trình, liệu đến khi nào mà chúng ta có thể chuyển hẳn từ việc ngành công nghiệp Titan xuất thô là chính sang ngành hiện đại hơn như là ông mong muốn? Theo tôi thì như theo trong quy hoạch là đến năm 2000, trước năm 2020, tức là sau năm 2015 cho đến năm 2020, tức là hạn chế và đến lúc là dừng xuất khẩu các cái sản phẩm thô mà sẽ xuất khẩu các cái sản phẩm chế biến tinh, đặc biệt là sản phẩm chế biến tinh hiện nay là tiêu thụ trong nước để giúp cho các ngành công nghiệp khác là rất là lớn. Vì vậy cho nên theo tôi nghĩ rằng là trong khoảng vài ba năm tới thì có thể là khi mà các nhà máy chế biến sâu mà đầu tư xây dựng đi vào sản xuất thì sẽ là dừng cái việc xuất khẩu các cái sản phẩm thô, bởi vì xuất khẩu sản phẩm thô tức là tạo điều kiện cho các cái đối tác nước ngoài là họ có hiệu quả. Chứ còn nếu mà muốn hiệu quả các cái doanh nghiệp trong nước thì tôi tin chắc rằng là sẽ liên kết hợp tác giữa các đơn vị để có tập trung vào chế biến sâu là phù hợp nhất. Vâng thưa ông, nhưng mà với số lượng nhà máy hiện nay, với công suất hiện nay, với tiến độ đầu tư hiện nay thì liệu chúng ta có thể thực hiện kịp cái đề án này không ạ? Theo tôi nghĩ rằng tức là vừa rồi thì khó khăn cho nên đã chậm đi trong 2 năm. Nhưng mà tôi tin chắc rằng là một vài ba năm tới thì là nhiều nhà máy chế biến sâu trước mắt là luyện sĩ Titan là sẽ được đầu tư xây dựng và đi vào sản xuất. Bởi vì hiện nay đã có khoảng 6 cái nhà máy đã được thẩm định và phê duyệt với công nghệ hiện đại, thiết bị tiên tiến, và đã có nhiều cái đối tác nước ngoài có cái tiềm năng rất lớn để tập trung vào chế biến đầu tư các cái dự án này. Tôi nghĩ rằng là coi là các nhà máy này mà khi đã đi vào sản xuất thì coi là cái nguyên liệu là quảng tinh minit sẽ tập trung làm nguyên liệu cho các nhà máy này để sẽ dừng cái việc xuất khẩu cái công tố này. Xin cảm ơn ạ.